Xin chào quý bà con đã quay trở lại với Nông Lập.net. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý bà con đến tham quan trang trại chăn nuôi cầy hương, dúi mốc, dúi má đào và các loài động vật hoang dã khác của một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp và quan trọng là rất giỏi và mát tay trong việc thuần dưỡng và gây nuôi các loài động vật hoang dã tại nhà. Nhiều bà con chăn nuôi các loài động vật nhưng không biết bán đi đâu, đầu ra ai là người bao tiêu cho mình. Thì khi đến với trang trại của chị Nhung, quý bà con sẽ được hỗ trợ bao tiêu sản phẩm đầu ra về các loài vật nuôi như dúi má đào, dúi mốc đại, cầy hương, cầy vòi mốc cùng các loài động vật khác mà chị Nhung đang gây nuôi. Xin chào bà con, tôi tên là Bùi Hồng Nhung ở Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ dẫn bà con đến tham quan trang trại của tôi, nuôi động vật hoang dã bao gồm chuồn hương, dúi và các động vật khác. Và đặc biệt, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bà con chính sách bảo hành và bao tiêu đầu ra. Xin mời bà con. Có thể quý vị khi xem video này cũng rất bất ngờ tại sao một cô gái trẻ đẹp, tài giỏi như thế này mà không tìm kiếm và lựa chọn những cơ hội việc làm khác nhẹ nhàng hơn mà lại đi lựa chọn công việc nặng nhọc của đàn ông. Quả thực, chúng ta phải nghe chia sẻ sau đây về nghề chăn nuôi cầy hương của chị Nhung mới hiểu được liệu đây có phải là công việc nặng nhọc không dành cho phụ nữ hay không. Và điều quan trọng hơn nữa là liệu có bao nhiêu công việc ngoài kia đem lại thu nhập tốt như công việc hiện tại của chị. Xin giới thiệu với bà con, đây là khu vực nuôi chuồn hương của tôi. Con chuồn hương này thì thức ăn rất là đơn giản. Một ngày chúng ta chỉ cần cho ăn 2 bữa, một bữa phụ, đó là mỗi con chỉ cần một quả chuối. Bữa chính và buổi tối thì chúng ta bổ sung thêm tinh bột và protein, đó là nấu cháo với đầu cổ gà, phổi, thịt hay cá, kinh phí rất là rẻ. Về sinh sản thì một năm con này nó sẽ đẻ được 2 lứa. Mà mỗi lứa thì sẽ đẻ được từ 4 đến 6 con. Mỗi con trung bình bán thương phẩm từ 4 đến 6 cân. Mà giá thị trường hiện tại dao động từ 2 triệu 7 đến 3 triệu một cân. Vậy thì bà con có thể tự tính được cái lãi thu nhập trong vòng 1 năm của một mẹ chuồn hương là bao nhiêu. Như chị Nhung tiết lộ cho bà con chăn nuôi thì đây là thời điểm vàng để bà con bỏ những loài động vật nuôi thông thường để bắt tay vào chăn nuôi những loài đặc biệt như các loài động vật hoang dã này nếu như muốn cải thiện thu nhập cho cá nhân và gia đình. Cao hơn nữa là làm giàu từ nghề chăn nuôi này bởi những ưu điểm vượt trội của loài cầy hương mà chị Nhung chia sẻ sau đây. Về con chuồn hương này, thức ăn thì rất đơn giản, chi phí thấp mà lại ít bệnh tật, không như trâu, bò, lợn, gà hết dịch này đến dịch kia. Mà giá cả đầu ra lại bấp bênh. Về con này, về giá cả đầu ra thì rất là ổn định. Như trong khoảng vài năm gần đây, cái giá thương phẩm của con này càng ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Về chuồng trại con này thì làm rất là đơn giản, chi phí thấp, không cần phải quá cầu kỳ, không cần phải diện tích quá là lớn. Hiện nay nhu cầu của con chuồn hương rất là cao về thương phẩm, mỹ phẩm hay là đông y đều đang cần rất là nhiều, mà bên ngoài tự nhiên con này lại càng ngày càng khan hiếm. Đây là thời điểm vàng để bà con bắt tay vào chăn nuôi con chuồn hương để cải thiện đời sống, thậm chí làm giàu từ con chuồn hương. Như đã nói từ đầu, ngoài chăn nuôi chuồn hương thì chị Nhung còn chăn nuôi dúi và các loài động vật hoang dã khác. Tiếp theo đây, chúng ta cùng tham quan trang trại thứ hai mà chị đang chăn nuôi dúi. Dúi được chị Nhung xếp vào vật nuôi có chi phí chăn nuôi và đầu tư ban đầu thấp nhất của trang trại, rất phù hợp với những bà con chăn nuôi với số vốn thấp và hạn chế về diện tích chăn nuôi. Đặc biệt, chi phí thức ăn của loài này có thể nói là không đồng nếu như gia đình bà con có sẵn những loại cây như cây chè, cây ngô, mía, củ sắn, củ khoai ngoài vườn. Và sau đây, tôi xin giới thiệu với bà con mô hình chăn nuôi dúi má đào Thái Lan và mốc đại Trung Quốc của tôi, có diện tích khoảng hơn 300 m². Xin mời bà con.
Tôi xin giới thiệu với bà con mô hình hai loại dúi của tôi, đó là dúi má đào Thái Lan và mốc đại Trung Quốc. Về hai loại dúi này có đặc điểm chung, chúng ăn ngô, tre, khoai, sắn, mía, có voi, có chít. Những thức ăn này thì đều có nhiều trong tự nhiên và rất dễ kiếm. Như bà con thấy đây, đây là mô hình trang trại nuôi dúi của tôi. Về cái chuồng trại thì chỉ cần những viên gạch hoa ghép vào với nhau. Và để tiết kiệm thì bà con có thể mua lại cái gạch thải, nó sẽ rẻ hơn. Về không gian thì bà con cần cho tôi đó là thoáng mát, không để nóng quá vào mùa hè mà cũng không để lạnh quá vào mùa đông. Về chuồng trại của hai loại dúi này tương đối giống nhau. Như bà con thấy đây, tôi dùng gạch 50-50 để dành cho dúi mốc. Cái con dúi má đào Thái Lan thì có trọng lượng to hơn nên tôi sẽ dùng gạch to hơn, đó là 60-60 như bên kia. Những loại gạch này thì tôi chủ yếu đó là mua gạch thải, thì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho bà con so với bà con mua gạch mới. Với phương châm làm việc là hợp tác, hỗ trợ bà con chăn nuôi cùng phát triển với trang trại, thì chị Nhung đã xây dựng lên những chính sách để bảo vệ, tạo điều kiện tốt nhất cho người chăn nuôi, đặc biệt là đối với những bà con ít kinh nghiệm mới bắt tay vào nghề. Trong đó quan trọng nhất là những chính sách giúp bà con có được con giống tốt, chất lượng, thì trang trại đã cam kết đổi trả con giống, bảo hành con giống vô cùng đặc biệt mà không có bất kỳ trang trại nào hiện nay có được. Cụ thể như sau. Khi tới trại của chúng tôi sẽ có chính sách bảo hành con giống và bao tiêu đầu ra. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết về chính sách này. Về bảo hành con giống thì chúng tôi cam kết một đổi một về con cái. Nếu bà con lấy giống của tôi về không sinh sản được hay sinh sản kém 1 đến 2 con thì bà con có thể mang đến trại tôi sẽ đổi cho bà con một con mẹ khác có độ tuổi tương đương. Thứ hai, chúng tôi cũng một đổi một với con đực. Nếu đến thời kỳ phối giống mà con đực không hợp tác hay không hiệu quả, bà con cũng có thể mang đến tôi sẽ đổi một con đực khác cùng độ tuổi cho bà con. Ngoài ra thì khi sinh sản với bà con các cá thể không đồng đều như cái nhiều quá hoặc đực nhiều quá thì trại tôi sẽ có chính sách đổi cá thể sao cho cân bằng giữa đực và cái như bà con mong muốn. Đối với các cá thể nhỏ ở độ tuổi phát thịt triển, sau 1 tháng khi bà con lấy giống từ trại tôi mà về không phát triển, không lớn lên thì có thể mang đến trại tôi sẽ hỗ trợ đổi con giống khác cùng độ tuổi cho bà con. Khi mua con giống thì bà con phải đến trực tiếp trang trại để được chị Nhung tư vấn và hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi cũng như ký kết giấy tờ bảo hành và bao tiêu đầu ra sau này. Về vấn đề hỗ trợ bao tiêu đầu ra thì trang trại của chị có những chính sách giá theo từng giai đoạn để bà con có được lợi ích nhiều nhất khi chăn nuôi loài động vật hoang dã này. Nếu như bà con muốn tham quan trang trại thì hãy đến với trang trại của chị Nhung có địa chỉ tại Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội. Liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Hơn nữa, trại chúng tôi còn ký hợp đồng bao tiêu với bà con. Về cái thời gian bao tiêu thì bên tôi sẽ để trống về thời gian để khi ký hợp đồng bà con muốn bao tiêu thời gian bao nhiêu lâu tôi sẽ làm hợp đồng bấy nhiêu. Nếu khi hết hạn hợp đồng mà bà con vẫn muốn tiếp tục kết nối với trại của chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm hợp đồng gia hạn, nên bà con yên tâm. Về giá thu mua và bao tiêu của chúng tôi thì chúng tôi có hai phương án cho bà con. Thứ nhất, chúng tôi sẽ giữ một giá nhất định. Tùy theo các năm dù giá cao hay giá thấp vẫn chỉ mức giá đó. Còn phương án thứ hai, chúng tôi sẽ thu mua theo giá thị trường lúc giao dịch. Trong quá trình chăm sóc, bà con có vấn đề gì không biết thì hãy liên hệ cho trại tôi. Trại tôi luôn luôn hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi cho bà con. Nếu bà con có mong muốn tìm hiểu hay cần những chính sách tốt hơn nữa thì hãy đến trực tiếp trang trại của tôi
tại địa chỉ Miền Châu, Thanh Oai, Hà Nội.